My heart is beating to your drum, and I'm blinded by the sunshine in your eyes. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way. Chị Phương, hôm nay á, là mấy anh em tụi em á, ra đây á, là đi viếng mộ cô Sáu và đi cúng đi lễ mấy cái đền. Dạ. Đền ở đây thì sẵn dịp đây nè, nghe nói ở Côn Đảo á, có cái nhà hàng Thu Tâm này của chị Phương đó, rất là nghe nói là rất là ngon, cho nên là dẫn anh em giới thiệu lại với chị. Đây là Lê Quốc Nam. Dạ, anh Nam. Dạ, diễn viên, diễn viên nghệ sĩ cũng dạ. Phim rồi luôn. Sơn Hải cũng là nghệ dạ, sĩ cũng phim luôn. Duy Dương là ca sĩ, diễn viên trẻ. lộn. Đây là bà xã của em. Dạ, đó, chị Phương. Giờ mình ăn gì thì chắc mượn menu hả hả Nam? Đúng rồi, mượn menu quen rồi mình chọn món. Hả? Rồi để em chọn cho, để em chọn nha. Để chị Phương dạ. Chọn. Đúng rồi, thôi để chị Phương, để đúng rồi để chị Phương chọn. Dạ. Chị Phương biết cái là ở đây mình có cái món nào ngon. Dạ. Giờ dạ. Ở đây mình ăn cái gì ta? Chắc mình ăn hải sản. Hải sản đi ha, hải sản là hải sản tươi không à. Cái này hải sản ngon nhất. Không, nhưng mà làm gì làm cũng phải có miếng thịt chứ. Dạ, có sườn nướng á. Không. Có gì chị? Có gì? Có sườn nướng. Sườn nướng dạ. Sườn cộng. Sườn nướng hả? Sườn cộng. Dạ. Ủa, có sườn cộng luôn kìa. Dạ. Cộng mỡ nha, cộng mỡ nha. Dạ. Cộng mỡ có không? Dạ có. Trời ơi, cái gì cũng có hết mới ghê chứ. Trời, cảm ơn chị. Thôi thì bây giờ nhờ chị Phương giới thiệu cho mình là lên cái món nào là mình thử thức món đó ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Phương nhiều nha. Dạ. Dạ đây là dạ đây là ốc gai, còn gọi là ốc lân. Dạ, dạ hấp, ốc hả? Hấp hành gừng. Ốc hấp hành gừng hả chị? Dạ. Bỏ xuống. Ốc gai là gọi là ốc lân hả chị? Dạ. Trời ơi. Nhưng mà cái này là gọi là đúng cái món mà là của món ăn là gọi là cái gì chị? Dạ ốc gai hấp xả. Hấp xả hả? Dạ. Ốc gai hấp xả. Là gọi là ốc, có cái tên là ốc lân nữa hả chị? Dạ. Thơm quá đúng không? Dạ. Thơm quá, mình ngồi ngoài trời mà vẫn còn nghe thơm vậy là ngồi trong phòng chắc là. Trời quên nó bóc. Hai loại muối ớt, muối xay. Hai loại này chấm lại dạ. Muối tiêu chanh với lại muối ớt xay. Không, chấm hai loại này. Thử ra nha chị ơi. Dạ. Vương, thử ra coi. Trời. Nãy giờ á em đang hỏi hai vợ chồng là quen chị bao nhiêu lâu rồi. Là lâu rồi nhưng mà em sau này mới gặp lại chị, nhưng mà dạ. Kia mà ra đây á lâu rồi, dạ. Ngon á. Nhưng mà chưa quen chị. Ngon á. Em mời chị. Dạ. Giòn giòn ha. Nói thật nha, tính nằm thẳng lắm, không buồn nha. Hồi nãy vô á Nam chỉ sợ một điều là chắc là quen nên tới ủng hộ chị. Dạ. Nhưng mà dạ ăn đúng là ngon thiệt á. Ngon thật chứ không phải là do người quen. Ông này ông khó ăn lắm, giỡn hoài. Anh khó ăn lắm á. Sơn khó ăn lắm, giỡn hoài. Dạ. Nghe nói là một trong cái nhà hàng. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh em nghệ sĩ biết nhiều lắm. Rồi đây là mực dẻo anh. Rồi. Mực dẻo nhà hàng là. Mực dẻo hả? Dạ, chấm với tương ớt. À, cái này là nó là một nắng đúng không chị? Hay dạ là... không, mực dẻo. Mực dẻo. Mực tươi luôn á hả? Dẻo. Mực 3-4 nắng. Mực nắng mình nói là dẻo. Dạ. Ủa hay vậy? Mình xé vậy nè. Dẻo dạ. Phơi dẻo hả ta? Dạ. Vẫn phơi nắng á chị hả? Dạ. Mình vẫn phơi một nắng đúng không chị? Dạ. Là bây giờ 3-4 nắng mà là vẫn dẻo. Nhưng mà vẫn dẻo. Thử miếng đi. Dẻo chứ không phải mực một nắng. Một nắng thì Dương đâu thử Dương. Không ngon hết. Không, một buổi. Hai Dương. Một buổi thôi hả chị? Không. Không mà ngon lắm. Tới rồi. Không ngon thiệt mà. Tới công chuyện rồi. Ngon hả? Không, ngon quá. Không ngon thiệt. Ngọt giống như mình bỏ đường như trời. Ngon. Tươi nó mới làm được cái này. Trời ơi. Hay quá ta, đây nè. Nhìn con mực nè. Nghe không? Đó, nhìn con mực nè. Anh nhìn là anh biết là cái lớp vỏ nè, nó có lớp vỏ nè. Bao lên nè nhưng mà vẫn không bị cứng nè, thấy không?
ngon. Cái đấy cái chai đó, chai một lít của mình hồi xưa thì đủ, sao mình đông đủ. Sườn nướng ngũ vị á, giá từ 7 à. Đây, sườn nướng ngũ vị. Nè anh, nè anh, nè anh, nè anh râu nè. Có rồi mẹ. Đừng có lấy xuống sườn. Sườn nướng ngũ vị, ốc chú nàng. Đây. Chú làm hai con ốc lân với con cho mấy anh nè. Đây là món mới là tôm uni chế tỏi nha. Món mới là tôm uni chế tỏi. Rồi, bưng dưa mực lên. Đây chị. Cái mình thử chút xíu đi. Chứ để mình thử một nhiều quá là một hồi mình no không ăn được mấy món. Cũng phải thử chứ đúng không? Thử xương đi, ừ. Mọi người thử đi. Này mình chấm đây. Đi, chị Phương. Dạ vừa ăn luôn. Vừa ăn khỏi chấm. Vừa ăn phải không? Thẳng miệng luôn. Nè, đây. Chấm nè. Cái này chấm nè, vừa ăn nè. Vừa ăn luôn. Ngon không? Ừ. Còn miếng không? Ủa, anh Nam đâu có ăn đâu. Nam nó ăn lắm. Ăn mực hả? Mực đó. Mực quá ngon luôn. Nam ăn ít thôi, còn nhiều món lắm. Sườn. Sườn làm gì chứ? Cái này là sườn. Dạ, nướng ngũ vị. Sườn nướng ngũ vị. Sườn. Đây. Bóc luôn. Dạ. Xin lỗi nha, xin lỗi. Bóc cho nó ngon nha. Bóc đi ăn cho nó ngon. Chết bữa nay. Anh ăn cho em để. Chết thằng nhỏ. Chết thằng nhỏ với ghe. Chết thằng nhỏ với ghe. Ăn cái bỏ như nó ngon. Cái này chấm gì? Dịu không? Dạ là muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh nè. À. Trời ơi, nó ngọt. Ngọt hả? Ngọt lắm. Chết thằng nhỏ với ghe. Chén lên bé. Đang nghĩa đạo diễn thì đạo diễn chịu nổi không, hiểu không? Diễn ngồi đó thì chịu nổi không? Dạ, cái này là cái gì? Chả cá ăn với củ kiệu tôm khô. Thấy chưa? À, wow. Chả là lấy ra hết rồi ông ơi. Mình còn lấy. Nè, chả cá. Cái này là bây giờ phải gấp nha, chứ không có bóc được nha. Dạ. Chả cá. Cái này ăn cái gì chị? Củ kiệu tôm khô. Nụp tôm khô. Lấy vỏ bỏ. Lấy vỏ bỏ. Không, cá cá. Cá này làm từ cá gì vậy? Con chú xin cục cá. Dạ, cá chàm. Cá chàm. Cá chàm. Ngon, ngon, ngon quá. Ngon quá chị. Chú ăn miếng cá cá đi. Cá. Thử ông Phương coi. Chả cá là thử. À, chả cá thấy ăn chưa? Ngon. Mình thấy ốc hương trong thành phố, thấy ốc hương nằm ở trong cũng trong nước là hoàng, nhưng mà lần mà ăn thịt nó không ngọt bằng ốc hương cái này. Ngoài này người ta nằm vẫn nằm trong nước nhưng mà ăn được, mới bắt lên. Này mà sẵn ngon chấm với sốt mayonnaise xưng, không có nước thì ngon không? Trời lấy ra coi. Trời hết luôn con đã vậy. Ngon quá. Nước sốt ở trong nữa. Dạ. Mà cái nước trong này mới ngon. Anh đổ lên. Húp 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 luôn, húp luôn. À, nước đó mới ngon á. Sao không húp luôn? Đã dữ trời. Em có một cái kỷ niệm đó lần đầu. Hải sản. Cái thời cách đây mấy chục năm. Chả giò hải sản. Miếng nước như hấp thái ngon. Đi cháo hào. Như hấp thái ngon lắm anh Sơn. Thử một miếng. Đổ chén nè. Đổ chén đi, đổ luôn cái này đi. Nóng hả? Nóng, nóng, nóng chứ. Nóng lắm. Nó thổi kỹ đi trời. Nhưng mà cẩn thận á. Tại vì hào á mà nó nóng cháo của này anh ngậm vô miệng là chịu không nổi á. Hào nóng lắm. Nóng lắm. Miếng như hấp thái. Có bội. Cái món chả ra. Em món ruột, món ruột ha. Ngon quá. Nó vừa nó sao ta? Con hào. Nếu mà ăn mặn thì có món gừng. Đồ
mà ai mà muốn ăn vừa vừa nó ngon ngon nó đủ đủ rồi là khỏi làm gì hết. Hồi nãy tao nói rồi, dây vị với tao sẵn rồi. Khỏi cần nêm nữa, tao nói rồi. Béo quá. Ăn đi, nói hoài ăn thử cái cơm béo mà. Con hào đúng không? Điên quá hả? Xíu. Rắc miếng tiêu vô luôn. Có tiêu quá. Béo quá. Là bí quyết có là nhà đó. Hàng nào mà tất cả các món đều ngon, không phải là ngồi với chị mà khen đâu nha. Dạ. Nhưng mà cái này thật lòng ngon hết, ngon rất ngon. Ừ. Nếu mà có dịp nào ra đây á là phải tiêu tới đây đó anh. Nhớ mà tiêu nhớ chắc. Mà anh nhà hả? Hàng hải sản tiêu nè, Thu Tâm khu năm quyền tiêu nè, tiêu khu năm điện thoại là ngoài đó gấp chút xíu này múc ủa cho mình gấp chị ơi. Tiệc cưới mình có tiệc cưới luôn hả? Dạ, có luôn à, dạ, có ngân điện người ta tải tiệc cưới như đây luôn. Dạ. Nè cái sân nè chứ ở trong nè chính dạ. Đây là có tiệc cưới, hãy kiếm ai ra đây cưới cái đi. Dạ, nè riêng chú giảm gì lo cho là coi như là mà cưới đàng hoàng nha chứ không không mà cưới đàng hoàng nha chứ không có kiểu mà ấy nè cưới là vợ con đàng hoàng nha. Thôi bây giờ là để là chị Vương. Dạ. Nãy giờ ăn uống no say rồi, quá trời ngon. Nói chung là nãy nói lại lần nữa là tất cả món ăn của chị Phương ở đây á, nhà hàng Thu Tâm á, lúc nào cũng là điểm cộng, không có một điểm trừ nhỏ thôi. Bây giờ về này mình ăn xong xuôi hết rồi, giờ mình về đó là mình lát mình ăn kem, kem dừa nữa. Thấy để bên kia có kem dừa Côn Đảo rất là ngon. Ăn kem xong cái mình về mình nghỉ. Ở đây luôn đúng không? Ở đây luôn. Nhà em làm mình kem. Nghỉ. Nhà, dạ. Nhà làm kem luôn, kem dạ. Kem dừa Côn Đảo luôn. Thì mình ăn xong mình nghỉ. Dạ, ở nhà làm kem. Mình nghỉ, nói chung là nãy nhà gì cũng làm. Dạ. Chỉ có đồ hải sản là bắt ngoài biển vô thôi. Dạ. Đó, mua ngoài biển vô thôi chứ còn cái gì cũng làm. Cho em phát biểu một câu ra. Ok. Giờ chú Nam nè, coi món mình thích. Xin chị Phương bỏ bịch mang về chứ để về khách sạn là tiếc nó này nó nọ mệt mỏi lắm. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ mình chia tay nha. Chia tay đi để mai mình đi Hòn Cao nữa. Dạ. Để mai đi Hòn Cao. Đi Hòn Cao nữa rồi, dạ. Rồi tối mai về rồi mình còn chị Phương. Hòn Cao là sao? Là của bên chị luôn hả hay sao? Tham quan du lịch đó, dạ. Đó nữa. Đây nè. Của Côn Đảo. Của bên Côn Đảo hả? Dạ. À. Đây đó anh đã giới thiệu. À, đó cái tấm Hồng cái cao, cái tấm đó. Sắm tender đó. À, Hòn Cao Hòn Bảy Cạnh. Đó, đó thấy không? Đó. Vậy hả chị Phương, thôi cảm ơn chị Phương nhiều. Dạ, dạ em cảm ơn. Cảm ơn chị Phương nhiều. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn về bữa ăn ngon. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Phương. Cảm ơn chị. Ủa, bắt tay luôn chứ. Ủa, ở lại hay về? Rồi. Ủa. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Kem dừa đâu, kem dừa đâu. Dạ, nói là tôi nhớ là tôi khoái đồ ngọt. Bây giờ lát một em kia ngồi ăn chung. Kem dừa đúng không? Ừ. Dạ. Đấy, qua luôn đi, qua liền luôn đi. Qua. Đi. Chúng tôi đang chuẩn bị khởi hành ra Hòn Cao, Hòn Bảy Cạnh á. Hòn Cao, Hòn Bảy Cạnh. Tất cả mọi người hôm nay biển rất êm. Cho chuyến hành trình này thuận lợi là nhờ là hôm nay biển rất êm. Trời ơi, đặc biệt là bãi nước biển sạch quá. Nước biển ở đây rất sạch mọi người ơi. Đau lắm cái chân sau là. Thiệt á, không uổng công ngồi mà bị nhồi như là nhồi bột vậy. Mà lên đây xứng đáng đẹp. Đẹp quá trời đẹp rồi. Uống dừa. Bây giờ thì các thành viên mình ai có đi bê xem san hô rất là đẹp trên đảo nha. Thì mình sẽ thay đổi trang phục ra bê san hô rồi sẽ lên ăn trưa đây tầm khoảng từ 10 đến 11 giờ thì mình sẽ ăn trưa ngay tại khu vực này.
cả những món ăn ở Côn Đảo nha, kể cả những trái dừa hoặc là bất kỳ một trái gì mà là trồng ở trên Côn Đảo này đều có vị nước biển. Không ăn nữa rồi. Không ăn nữa luôn á.